Anh làm đây mấy năm rồi? Mới làm mấy tuần. Mới làm mấy tuần á? Tuần thứ hai. Tuần thứ hai, dạ. Hồi trước anh ngồi ở đây với thầy Ken á, với thầy kia, mấy cái thầy ăn cơm. Dạ. Thường ai chết cái mấy gia đình nó lại đây nó ăn, ăn phụ luôn á. Phụ làm mấy cái đèn, mấy cái bàn clean, rồi mấy cái chair clean, and mấy cái đồ cho nó, cái việc lâu quá không nói. Dạ, thật khỏe vậy. Lâu quá không nói tiếng Việt, ưa phụ lắm. Hồi trước á, tại vì trước anh bị thương, anh lại đây nè. Mà giờ anh lái được, anh làm được. Anh thích dễ lắm. Dạ. Ăn nữa. No rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. No rồi. Qua ớt cay á, giờ cái này là gì? Không phải cái không water comes out. Cái oil của skin nó ra. Cái water. Mồ hôi, đúng rồi. Tiếng Việt lâu quá không nói anh. Dạ chừng nào cái ớt nó cay, cái mồ hôi nó ra. Bây giờ là tốt lắm á, mà khó kiếm lắm mấy cái đồ mấy cái ớt cay á. Chừng nào nó cay cái nó da, chừng nào anh quen á cái nó không có da nữa. Cái đó cái việc là gì, cái water, mồ hôi á. Ok. Yeah. Wow, mấy này ngon nó no rồi. Ôi no rồi. Anh đâu là chú. Cái việc lâu quá không nói, tại vì ở mấy năm rồi. Mấy bạn là người Tây với lại người Việt, người Tảo mấy này kia. Mà ở đây hồi trước em lại đây ở Úc 3 hồi 5 tuổi. Mà cái từ từ cái học tiếng Anh á. Bây giờ nói lâu quá không nói tiếng Việt, mấy cái chữ nó mắc. Mà đi đây làm ở đây tốt lắm, tại vì không thôi mấy cái chữ nó mắc. Má là người Việt, bá là người Tàu. Cảm ơn. Tiếng Việt lâu không nói em, anh hoặc là cháu. Who am I? Anh, em hoặc là cháu? Em. Ok, em. Tại xin lỗi ha, lâu quá không nói. Tiếng Anh nó quen rồi. Nói tiếng Anh nó quen rồi. Ok, đi mua Coke. Cảm ơn ha. Chúc lợi.